Quá ghen tị nữ điều dưỡng xóa bỏ thân hình 70kg, sắm ngay body cực phẩm. Chị Kiều Anh, nữ điều dưỡng từng khổ sở với body như này. Mụ mỡ ở bụng, tay, chân. Giờ đây bất ngờ khiến mọi người tròn mắt vì body quá đã bắt trong chiếc váy đỏ như hoa hậu. Xem những hình ảnh của chị Anh sau khi giảm được 16 cân nhé. Không biết mọi người có tò mò không? Wow, mặc cái váy xinh quá. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi chị Anh ơi, chị mặc cái bộ này xinh quá. Đây em thấy này, eo ót bao nhiêu đó, chị quay một vòng cho em xem nào. Rồi đấy, đấy bảo sao cái này thì ai bảo bà mẹ hai con. Đấy, ụp ạ ụp, xồ, xề. Nhưng mà lúc đấy chị tự tin trên cơ thể chị là tự tin nhất cái phần nào? Tự tin nhất là phần tay, bụng, mặt. Ông xã thì cũng không nói gì nhưng mà kiểu cảm giác mình to hơn chồng ấy. Cảm giác như là số 10 luôn ấy. Đấy, kiểu cũng sợ chồng ngoại tình các thứ thế. À, cái hành trình mình giảm cân, mình giảm từ 70 xuống còn 53 cân, mình cảm giác rất là sung sướng. Mặc quần áo size S này vừa này thì mình thấy cũng mà gặp mọi người tự tin hơn này, chụp ảnh đẹp hơn này. Chồng nhìn nó cũng ánh mắt khác. Đấy. Mọi người cũng khen. Cũng lo cho mình, cũng bảo là sao giảm nhanh, ngoạn mục khác hẳn so với ngày xưa, nên là chị muốn giảm nữa. Hài lòng rồi, 16 cân, rất là thích ạ. Inbox và để lại số điện thoại ngay dưới video để nhận ưu đãi tới 50%.